Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xúc tiến Xuất khẩu Canada Mary Ann vừa khai mạc kỳ họp lần thứ hai của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada. Tại kỳ họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Canada đã có những bước phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi Hiệp định Thương mại Tiến bộ Toàn diện Xuyên Thái Bình Dương CPTPP mà Việt Nam và Canada là thành viên có hiệu lực, trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước tăng trưởng tích cực. Bộ trưởng cho rằng, trên cơ sở tính bổ sung chặt chẽ cho nhau của hai nền kinh tế, cùng những khuôn khổ hợp tác nền tảng mà hai bên đã và đang thiết lập, tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai nước vẫn còn rất cao. Do vậy, Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam-Canada có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoa học công nghệ. Nội dung kỳ họp lần này bao trùm các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, tài chính, hải quan, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách chuyển đổi năng lượng, cũng như các đề xuất của Việt Nam hướng tới mục tiêu thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không tại hội nghị COP26. Kết thúc kỳ họp, hai bên đã ký kết tuyên bố chung kỳ họp dưới sự chứng kiến của đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, ngành hàng và doanh nghiệp hai bên.